Ơ cờ cơ. Mẹ nói chuyện với Jacob đi. Tại sao có cái này? Đấy là cái vòng chân Tại sao có? để chống gió. Tại sao? Để chống gió. Tại Để cho sao? khỏi bị ốm. What the? À, mẹ nhìn nhau cực Jacob kìa. Ôi trời ơi. Jacob giỏi chưa kìa. Jacob ơi. Mẹ làm gì đấy? Nhìn Jacob kìa. Ôi trời ơi Jacob ơi. Cẩn thận lăn vào em Jacob nha. Ok. Đấy, nhìn thấy không? Ủa, Jacob làm gì đấy? Cắn. Úi, ra, ra, con kéo cái chân, kéo cái chân ra không nhỉ? Jacob kéo cái hết cái chân rồi. Kéo không, cái giải này, cái gạt đấy, đứng ra ngoài kia, đi vòng. Nhìn Jacob này, kéo này, Jacob kéo đấy. Cẩn thận. Làm cơm đi. Con cua ở đâu? Hả? Con cua á? Jacob mệt rồi, Jacob mệt rồi. Con mệt rồi. Từ từ. Ô, con ơi, con mệt rồi. Mẹ làm sao mà ngóc đầu như con nhỉ? Mẹ nằm xuống xong rồi. Đây, nằm thẳng vào đây. Đấy, xem con ngóc, nằm giống Jacob kìa. Ôi không, nằm xuống đây cơ mà. Nằm xuống đây này. Mẹ đang nhìn nè. Đấy. Đấy, nằm xong lại ngóc đầu lên giống Jacob. Con thôi cẩn thận nào. Thôi ăn xong thì chơi nhá, ăn xong thì chơi nè. Ăn cơm đi. Úi giời, nhà mình hôm nay đông người quá. Mẹ. Ăn cơm đi. Jacob giỏi em rồi. Nhà em Jacob giỏi em thật nhá. Thì em Jacob giỏi em. Jacob giỏi thế nhỉ. Jacob. Tay rồi, nhìn tay kéo chưa? Không. Nhìn tay kéo chưa? Ghê lắm kìa. Ôi trời.